bà hỏi váy cho người cao nhiều quá luôn ý. Cái này thì mình định làm mấy hôm nữa mà kiểu mình đi du lịch ấy mọi người. Đấy, tìm được chỗ nào có cái vườn hoa ấy, cái mặc cái váy này đi chụp ở đấy, chứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Cái này mình nói thật với mọi người luôn là hạt rẻ mà, nó có tầm hơn một thùng Hào Hạng một tí thôi. Tuy nhiên thì mọi người thấy đấy, đấy là nó vẫn còn kiểu khá chỉ thừa ấy. Mà cái này thì dùng kiểu 10-20 giây cắt đi là được mà. Cái hoa là nhìn kiểu cute, nhìn rất là xinh. Đây là cái phần đường may ở bên trong nhá. Vậy thì mình thấy nó ở mức ổn ấy, không dày quá, không mỏng quá. Phần đường may ở đây thì mình thấy cũng khá là gọn gàng. Ok la. Ở phần eo ấy thì nó sẽ có hai cái dây như thế này. Đó, mọi người tự buộc nhá. Cái đây dùng cúc này, cúc cái đó. Đây, cái này là mình đã buộc dây ở đằng sau rồi nha. Đây, đối với mét 5 như kiểu mình mặc ấy thì sẽ như thế này. Đó. Đây là nếu bạn nào mà cao khoảng tầm mét 65, mét 7 thì mình thấy mặc cái này cũng vẫn ổn. Mọi người đừng sợ là ngắn quá nhá. Và công nhận là cái này che mỡ bụng với lại mỡ đùi hay ha. Được đấy. Giờ thì mình sẽ tháo cái dây này ra này. Đó, được chưa? Mình thấy cái này kể ra là váy bầu cũng được nhỉ. Khi mai mình tặng cho chị mình một cái. Yêu cầu đồ đi học là có đồ đi học luôn nha. Không biết ở Thái Bình thì các trường khác sao, chứ còn Nguyễn Đức Cảnh học online rồi nha mọi người. Hôm nay thì mình có một set luôn. Đầu tiên là quần này, màu đen thì nhiều quá rồi nên là chọn màu nâu. Đó. Bé này theo mình thấy thì vải cũng khá là dày dặn. Và đây là đường may của nó này. Bé này có túi quần ở hai bên luôn nhá. Bé này thì sẽ có cúc cài và khóa kéo. Còn cái áo sơ mi ấy, để mình nói mọi người, đây là lần đầu tiên mình có món mà chất vải nó kiểu như này. Rất là lạ luôn. Với lại cái này thì nó cũng không phải là màu trắng hẳn, mà nó kiểu ngả bê bê ấy. Đó, nhưng mà khá là dày dặn, cùng với đấy là sờ rất thích, kiểu sờ nó vui tay ý. Đây, mọi người có thể xem cái đường may ở bên trong của nó. Đó, mọi người có thể nhìn cái form của cả áo và cả quần luôn. Cái áo này form rộng rất là đẹp, mình không sơ vin để cho mọi người dễ nhìn được cái form của nó. Áo phông của mình toàn là kiểu màu đen, màu xanh, màu đỏ hay là màu trắng ấy. Thế là tự dưng mình lại bắt gặp ngay cái áo màu này. Như dồi ôi, tuyệt vời. Tự nhiên lại thấy nhau đúng lúc thế không biết nữa. Ban đầu mình định làm móng màu này cơ, nhưng mà nghĩ là đi học để màu này thì hơi chóng ấy. Đây, áo sẽ là màu này này. Còn kén ra hay không thì mình cũng không rõ, nhưng mà thôi nha, cứ đẹp là được vậy. Chất vải thì mình thấy cũng khá là dày dặn và đường may cũng rất là ok, rất là đẹp. Cái này 39 cành đó mọi người, khá là hạt rẻ. Đây, phần cánh tay áo đây, áo sẽ là kiểu tay lỡ đó. Thì nhìn thì cũng khá là rõ nét, màu khá là xinh. Đây, cái phần đường may ở bên trong cổ áo này, cái này thì mình thấy có xíu xíu chỉ thừa thôi. Mình quên đi mất đấy là đằng sau cũng còn có hình nữa. Mọi người nhìn gần gần một chút này cho nó rõ nha. Đây là áo khi mình mặc lên này, form của nó kiểu là form rộng nên mặc rất là thoải mái, áo tay lỡ. Mình cũng công nhận là mặc mùa này ra đường thì hơi khó bị đụng hàng đấy, thì in ở đằng sau cũng khá là xinh. Lần đầu tiên thử quần bò ống loe với 99 cành. Thực ra là trước giờ mình chưa dám mặc thử ấy, tại vì mình nghĩ là mấy năm như mình thì mặc quần này không ổn. Và mọi người biết gì không, xung quanh mình như là lớp mình ấy mọi người mặc cái quần này rất là nhiều, quần ống loe á. Là mình đã quyết định thử một lần. Cái cặp quần này nó rất là cao. Đây này, còn có cả hai cái cúc nữa này. Đó, khóa thì mình đánh giá thì khá là mượt nha. Chất vải của bé này thì có co giãn nhẹ. Và đối với bé này thì mình thấy đường may khá là gọn gàng và cẩn thận. Đây, chất vải thì cho mọi người tự đánh giá nhá. Mình thấy nó không mỏng quá nhưng cũng không dày quá ấy. Tại vì mình cũng không biết phải tạ cái vải nó như thế nào nữa. Ở đây sẽ là cái phần đằng sau. Mà cái quần này thì rất là hách dáng. Tuy nhiên với mình đi đấy là cái này nó hơi rộng so với eo, nên là mình phải kẹp một cái kẹp đằng sau ấy. Chứ nói thật mọi người nhìn ấy, mặc cái này lên nhìn rất là cao. Cái này là ống loe nên là nó che khuyết điểm bắp chân to rất là tốt. Các bạn nào mà cao mình một chút tầm 1m55 đổ lên á thì mặc cái này thì rất là đẹp. Ở đây là khi không có dây cao gót hỗ trợ. Đó, cái này thì có co giãn nhẹ mà nên là mọi người cứ yên tâm thôi. Nếu so với 99 cành thì mình thấy chất lượng thế này là khá ổn. Có nhiều bạn ấy, bạn ấy bảo mình là người bạn ấy hơi cao nên là muốn tìm một cái đôi nó thấp một chút. Kiểu như là muốn yêu này ấy, để phối với mấy cái bộ đồ màu nâu nâu kem kem để đi chụp ở trên rừng, hoặc là cũng có thể để đi biển thì mình có thể recommend đôi này. Đây mình thấy nó khá đúng yêu cầu của mọi người, đấy là kiểu màu nâu nâu của gỗ gỗ ấy. Cái phần quai kia sẽ là màu kiểu trong suốt luôn á. Đó mọi người thấy không? Không quá cao nha. Đế này, đối với cá nhân mình thì màu này khá là lạ. Cũng là lần đầu tiên mình có kiểu này trong tủ đồ. Thật sự là mong nghỉ hè thì có thời gian để đi biển, đi du lịch. Trời ơi, lâu lắm không đi. Cũng phải 2 năm rồi kể từ lúc mình lớp 9. Đây là một cái mà kiểu mình chắc chắn là phải có ấy, đấy là dép lê bình thường. Cái này màu nó sẽ là màu kiểu vàng kem á, có trà sữa này, có gấu nữa, xinh nhở. Đi du lịch ở chỗ nào mình cũng mang một đôi như này đi hết. Hoặc là bé này thì dùng làm dép đi trong nhà cũng được. Bây giờ ngoài Bắc trời ơi mọi người ơi, nó lạnh. Còn đôi guốc màu nâu cho ai tham khảo thì đây. Đi những chỗ nào mà phải đi nhiều ấy thì mình khuyên mọi người chọn những cái đôi như thế này. Kiểu di chuyển nhiều ấy thì nó cũng sẽ bớt đau chân hơn. Chứ còn lại đi kiểu 9 hay 12 phần thì đúng thật này. Hôm nọ có ai hỏi mình váy để chụp kiểu trong rừng ấy nhở? Nhưng mà chụp trong rừng ấy thì mình nghĩ nhá, sẽ là kiểu thơ mộng này, xong rồi có nắng hay gì đúng không? Mình sẽ không chọn một cái màu trắng hẳn đâu mọi người. Và lần này cái màu mình chọn ấy nó sẽ là màu be như thế này này, hơi ngả một chút thôi. Nhìn cái váy này á, bánh bèo không chuồn lắm luôn, thế nhưng mà nó lại kiểu không quá rườm rà ấy. Đây cho mọi người xem ngay.
Đầu tiên thì sẽ là cái phần tay áo nhá, bo chun này. Cái phần này mình khá là thích bởi vì thứ nhất đấy là nó không bị mỏng, và thứ hai là mà cũng không bị ngứa. Ở phần thân này sẽ có lót một lớp như thế này ở bên trong này, nên là mọi người đừng lo bị lộ nha. Đây chính là thứ quyết định khiến mình dinh em nó về ngay. Đó, phần eo thế này khá khó nhìn nên là tí mặc lên nhìn sẽ rõ nhá. Còn phần chân váy thì sẽ là kiểu bồng bồng xòe xòe ra. Và tất nhiên thì cũng là hai lớp rồi. Đây, lớp lót ở bên trong. Không nói đến đúng là một thiếu sót đấy là phần cổ áo. Đây, bánh bèo chưa? Cái này khoe xương quai xanh hơi đỉnh. Đó, bèo bèo nhún nhún này. Khóa ở đằng sau nha. Mình đã bảo rồi mà, cái này nhấn ở phần eo. Phần eo thì nhấn xong một chân váy sẽ kiểu xòe xòe ra ấy. Và mọi người ạ, lương về Lazada sale lớn từ 24 đến 28 tháng này nhá. Bên này thì mình sẽ để đến hôm đi Đà Nẵng chụp ảnh. Trời ơi. Có vẻ như là mấy bà cao cao sẽ khá là thích cái váy này đúng không? Thật ra là mình có cái này được tầm nửa năm hơn rồi ấy. Nhưng mà tự nhiên hôm nọ thì một người chị của mình lại nhắn tin xin in tư nha. Để mặc đi chụp sinh nhật với chụp kỷ yếu vào đầu tháng 3 ấy. Nên là mình quyết định là tặng cho bà một set mới luôn. Đầu tiên là cái chân váy dài đó mọi người. Một điều mình khá là thích đến là phần này thì sẽ là chun này. Đó mọi người thấy không? Nên là có lỡ ăn no thì cũng không vấn đề gì cả. Và bên trong mình sẽ có một cái lớp lót như thế này nữa. Nên là mọi người không phải lo đến việc là nó bị lộ nha. Chất liệu của áo và váy giống nhau. Và áo thì sẽ là kiểu cổ chữ V nhá. Đó. Vải này thì mình thấy mặc khá là mát. Còn một cọng chỉ thừa kìa. Cái này mình thấy mặc để đi chơi hoặc là đi làm thì cũng khá là ok la đấy. Mấy bà mà cao 1m65, 1m7 thì vào đây. Tất nhiên kiểu 1m5 giống như mình ấy, cụ thể là 1m52 thì vẫn mặc thoải mái nha, không phải lo. Chụp kỷ yếu ấy thì kiểu gì cũng sẽ có vài kiểu chụp chung với áo dài đúng không? Thế nên là mọi người hỏi mình về giày để chụp chung với áo dài ấy, giày cao gót ấy, nhiều lắm luôn. Thế nên là ngày hôm nay mình đã kiếm cho mọi người hai đôi trắng như ngọc trinh luôn. Hai cái bé mình chọn lần này thì mình thấy cũng khá cao đó. Chọn cái bé này bởi vì là nhìn em ấy cũng kiểu khá là bánh bèo ấy. Đây, cái này cao tầm 5 phân thôi. Nên là bạn nào mà kiểu dáng người cao ấy thì có thể tham khảo thử nhá. Nó sẽ cài như thế này và mọi người ạ. Có một cái nấc ở bên trên này đây, tùy chỉnh theo ý của mọi người nha. Và đế dài thì đây. Ấn tượng nhất chính là cái phần quai này này mọi người. Đó, ok. Thì nếu các bạn thấy đôi kia bánh bèo quá thì mọi người có thể tham khảo sang cái đôi này nha. Cao hơn và cũng đơn giản hơn nữa. Cái này thì cái phần quai ấy nó sẽ kiểu mảnh mảnh. Đây, giống như cái đôi vừa nãy thôi, có phần cài này và nấc chỉnh nữa. Đôi này thì basic miễn bàn khỏi chê rồi. Mình chọn là loại 9 phân. Nếu bạn không thích cao quá thì chọn xong loại 7 phân cũng được. Mà đi lên chân đó mọi người, nhìn nó đẹp gì đâu ấy. Trời ơi. Đó, đây là cái phần đằng sau. Còn bạn nào quan tâm về đôi bánh bèo ấy thì em ở đây nha. Cái này hình như là có 3 màu khác nhau cơ.